bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Vụ khắc tiệp ở khách sạn sang trọng nhất London, ngồi ăn tại vị trí dành riêng cho khách VIP. Khi vào một nhà hàng nổi tiếng của người Việt để ăn tối, vụ khắc tiệp được đích thân ông chủ nhà hàng ra tiếp đãi, mời ăn trong không gian riêng dành cho khách VIP. Trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp đăng tải đoạn clip quay lại chuyến đi du lịch đầu năm của anh tại London. Clip này đánh dấu sự trở lại của Vũ Khắc Tiệp sau gần 5 tuần vắng bóng. Chuyến đi London này được Vũ Khắc Tiệp lên kế hoạch từ năm ngoái và còn nói qua trong một vài clip du lịch trước đó, nhưng đến bây giờ mới được thực hiện. Tại London, Vũ Khắc Tiệp được rất nhiều bạn bè chào đón, quan tâm chăm sóc, dẫn đi thăm nom mọi nơi. Trong đó nổi bật nhất là Chi Chi Nguyễn, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu áo dài tại tiệp khắc do Vũ Khắc Tiệp tổ chức và đoạt giải tài năng. Chính Chi Chi Nguyễn là người giúp Vũ Khắc Tiệp đạt được căn phòng đắt đỏ thuộc khách sạn Shangri-La, có view nhìn thẳng ra cầu tháp đôi nổi tiếng. Đây là khách sạn sang trọng nhất và nằm ở vị trí cao nhất London, đồng thời trực thuộc một trong những tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Vũ Khắc Tiệp tự hào tuyên bố, tôi đi đâu cũng thích những cái nhất, con số nào lớn nhất tôi đều mê. Không chỉ ở khách sạn cao nhất, Vũ Khắc Tiệp còn di chuyển bằng Backcab, loại hình taxi đắt đỏ nổi tiếng nhất được xem là biểu tượng của London. Dù ở giữa London hoa lệ, Vũ Khắc Tiệp lại chọn ăn món Việt ở nhà hàng của chính người Việt. Tại đây, anh thưởng thức món ăn dân dã như bánh mì pate, bún tôm Hải Phòng, phở bò sốt vang. Rất nhiều khán giả ngạc nhiên khi ngay trong lòng London lại có những món ăn thuần Việt như vậy. Đặc biệt hơn cả, khi vào một nhà hàng nổi tiếng của người Việt để ăn tối, Vũ Khắc Tiệp được đích thân ông chủ nhà hàng tiếp đãi và mời ăn ở không gian riêng dành cho khách VIP, nơi chuyên tiếp đại sứ, chính khách, người trực thuộc chính phủ. Trong chuyến đi London lần này, Vũ Khắc Tiệp còn mua vé để tới sân vận động Chelsea xem bóng đá. Anh chia sẻ, đây là lần thứ hai tôi đến nước Anh xem đá bóng. Lần thứ nhất tôi đến thành phố Manchester để xem ở sân của đội Manchester City, còn lần này tôi xem tại London. Cảm giác của tôi sau khi xem xong một trận ngoại hạng Anh rất tuyệt vời, tất cả mọi thứ hoàn hảo, khán giả vô cùng lịch sự. Chắc chắn tôi sẽ quay lại đây vào mùa hè để xem một trận nữa, vì bóng đá cũng là niềm đam mê của tôi. Tại sân vận động, có một số người nước ngoài nhận ra Vũ Khắc Tiệp và đã tới bắt tay anh. Ngọc Trinh tiết lộ sốc, mỗi chuyến du lịch của tôi là 300 triệu, còn Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Ngọc Trinh nói với Vũ Khắc Tiệp, kệ tôi nhé, đừng có mà ganh tị kiểu đấy. Mới đây, trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp đăng tải một clip dài quay lại cảnh anh và Ngọc Trinh ngồi bàn kế hoạch cho kế hoạch bom tấn năm 2019. Ngọc Trinh nói, mỗi chuyến du lịch của tôi là 300 triệu, còn Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Mở đầu clip, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ rằng, tôi rất cảm ơn một khán giả đã nói một câu rất đúng ý tôi là chỉ tốn một giây để đăng ký, nhưng tôi nhận lại cả bầu trời danh lam thắng cảnh. Những nơi ở sang trọng, xa xỉ mà trước đó mình không hề biết. Cảm ơn Vũ Khắc Tiệp vì đã cống hiến. Ngọc Trinh thấy vậy liền tiết lộ, có một điều hôm nay tôi mới tiết lộ với mọi người là làm kênh YouTube du lịch cực kỳ tốn kém, nhất là theo kiểu của anh Tiệp. Tôi đi du lịch bụi kiểu trải nghiệm, không phải dạng sang chảnh luxury như anh Tiệp, mà mỗi lần đi cũng tốn 300 triệu. Mọi người nghĩ mà xem, mỗi lần đi du lịch châu Âu của anh Tiệp mang theo chụp hình, quay phim, flycam ở toàn chỗ đắt nhất, rồi cả tiền vé máy bay các kiểu sẽ tốn như thế nào. Theo tôi, mỗi lần du lịch của Vũ Khắc Tiệp như thế phải tốn từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Như vậy mỗi chuyến du lịch của tôi 300 triệu, có Vũ Khắc Tiệp từ nửa tỷ tới 1 tỷ. Bởi vậy mọi người hãy ủng hộ anh Vũ Khắc Tiệp để anh ấy có hứng thú làm clip du lịch. Mỗi lần view thấp, anh Tiệp lại than khóc với tôi. Em ơi tập này view thấp quá, anh buồn quá. Tôi luôn động viên anh Tiệp là đừng có tâm lý như vậy, mình cứ làm, cứ cống hiến theo đam mê của mình. Rồi mọi người ủng hộ mình nhiều hơn. Sau này về già mình có cái để nhớ, để tự hào là cuộc đời mình có nhiều trải nghiệm, đi nhiều nơi đến vậy. Vũ Khắc Tiệp tiếp lời Ngọc Trinh. Đúng như Ngọc Trinh nói, tốn kém thì tôi chịu được, nhưng view thấp sẽ khiến tôi buồn vì nghĩ rằng không biết sự cống hiến của mình có xứng đáng hay không. Nhân tập này tôi chân thành cảm ơn ekip của tôi từ tận trái tim vì đã cống hiến cùng tôi. Ngọc Trinh thì quá tuyệt vời, cô ấy đã gắn bó với tôi 15 năm qua. Nhiều người cứ nói với tôi đang xem có quảng cáo nên mất hứng không muốn xem nữa. Bây giờ không có quảng cáo tôi sống sao? Thấy Vũ Khắc Tiệp ghen tị, Ngọc Trinh nói, kệ tôi nhé, đừng có mà ghen tị kiểu đấy.
Tiếp đó, Vũ Khắc Tiệp bày tỏ sự ghen tị của mình với Ngọc Trinh. Nhiều khi tôi cũng phải tủi thân vì phải di chuyển, mất khá nhiều thời gian, tiền bạc, công sức, phải đi khắp thế giới để một tuần ra có một tập. Còn Ngọc Trinh quay có quanh căn nhà thôi, cũng ra mấy chục tập. Ngọc Trinh quay sang nói thẳng, kệ tôi nhé, đừng có ghen tị kiểu đấy, quan trọng là nội dung ra sao, mọi người thích là được. Cuối cùng, Vũ Khắc Tiệp giới thiệu về kế hoạch bom tấn. Chuyến đi Dubai lần này là bom tấn cho năm 2019, tập này có nhiều trò mạo hiểm để chúng tôi trải nghiệm. Ngọc Trinh thách thức, bên đó có trò cảm giác mạnh, đứa nào không chơi làm con chó nhé. Vũ Khắc Tiệp đáp lại, chơi thì chơi, cùng lắm là chết. Lúc này đây, Ngọc Trinh bày tỏ tình cảm, chết thì có em chết chung. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.